Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tháng 11 năm 2019. Tháng 11 là dịp toàn xã hội cùng hướng về lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Những người làm chương trình xin được gửi tới các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu về gương sáng cô giáo Trần Thị Kim Thanh, bộ môn Mỹ thuật, trường tiểu học Lương Tài, huyện Văn Lâm. Một giáo viên không chỉ có nhiều việc làm giúp đỡ học sinh khó khăn, mà còn là điển hình trong phong trào đổi mới phương pháp dạy và học. Đối với em Vũ Thị Hà lớp 4A, góc học tập với chiếc bàn học mới được trang bị đầy đủ đèn học, giá sách là một thiên đường nhỏ. Đây là những món quà được cô Trần Thị Kim Thanh vận động các nhà hảo tâm trao tặng. Cô Thanh là một cô giáo dạy rất giỏi và cô có tấm lòng rất nhân hậu và cô đã giúp gia đình con rất nhiều. Mỗi năm có hơn 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Lương Tài nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cô Thanh. Không chỉ ủng hộ tiền của, cô Thanh không quản ngại vất vả, tích cực xin tài trợ từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền quyên góp được lên tới gần 100 triệu đồng, tặng hơn 20 xe đạp và nhiều phần quà có giá trị từ 500.000 đến 2 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán và năm học mới. Không chỉ vậy, cô Thanh còn tham gia hiến máu nhân đạo trong nhiều năm liền. Tôi luôn nghĩ là một người có tấm lòng nhân ái thì luôn luôn sẽ làm được mọi việc. Chính vì vậy mà tôi bỏ qua mọi suy nghĩ và mọi điều tiếng người ta nghi ngờ, quyết tâm để đi xin các nguồn từ các cơ quan cũng như là các cá nhân. 20 năm gắn bó với trường tiểu học Lương Tài, với lòng nhiệt huyết yêu nghề mến trẻ, cô Thanh luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, các kỹ thuật dạy học mới, tự làm thêm đồ dùng học tập để mỗi giờ học thật sự hấp dẫn và bổ ích, khiến học sinh hứng thú, yêu thích, không có tâm lý học môn phụ. Cứ nhắc đến cô Thanh là các phụ huynh cũng rất là yêu quý và tin yêu. Đặc biệt đến giờ mỹ thuật của cô Thanh thì các em rất là thích thú. Sự nỗ lực cố gắng của cô Thanh không chỉ được đánh giá cao mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Những năm qua, ngoại ngữ là một trong những môn thi trung học phổ thông quốc gia có tỷ lệ học sinh đạt giới trung bình cao nhất tại tỉnh Hưng Yên. Hiện các trường học trên toàn tỉnh có nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học. Xác định đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt tác động đến chất lượng, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo đã tiến hành rà soát năng lực ngoại ngữ của giáo viên, bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Bên cạnh đó, bản thân đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ tại các nhà trường đã có sự thay đổi về hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá để học sinh hứng thú hơn với môn tiếng Anh. Về phương pháp thì chúng tôi cũng thay đổi rất là nhiều. Trước đây thì dạy theo phương pháp truyền thống là học sinh thụ động để nhận kiến thức. Nhưng mà bây giờ theo phương pháp mới thì học sinh chúng tôi tập trung vào phát triển năng lực của học sinh. Các con sử dụng được tiếng Anh để giao tiếp với nhau hàng ngày, những cái cơ bản giữa các con với nhau hoặc tương tác giữa cô và trò. Những năm học gần đây, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức cho học sinh học ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài theo nguyên tắc tự nguyện thống nhất giữa nhà trường và gia đình. Nội dung giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 8 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở và 134 lớp trung học phổ thông tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên bản địa. Nhà trường thì không thể phó thác hoàn toàn cho giáo viên bản ngữ được mà có dưới sự kiểm soát của giáo viên trợ giảng từ nội dung đến chương trình. Và ban giám hiệu cũng thường xuyên đi dự giờ kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên bản ngữ. Ngoài việc học chính khóa trên lớp, các nhà trường cũng chú trọng thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh với hoạt động đa dạng như thảo luận, biện luận, thuyết trình, trò chơi âm nhạc, làm video giới thiệu các danh lam thắng cảnh của Hưng Yên bằng tiếng Anh. Tất cả đều do các em học sinh tự lên kế hoạch và triển khai, giáo viên là người đồng hành góp ý. Khi mà em tham gia câu lạc bộ tiếng Anh thì em đã tự cảm thấy bản thân mình đã gia tăng được khả năng nghe và khả năng nói, bởi vì mình phải tham gia vào rất nhiều những công việc liên quan đến việc giao tiếp xã hội, và đặc biệt là mình dùng rất nhiều tiếng Anh, và em nhận thấy là đây là một trong những trải nghiệm rất là thú vị ngoài giờ học.
Trong thời đại hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng dạy và học môn ngoại ngữ là nhiệm vụ cấp thiết, không thể chậm trễ, đòi hỏi ngành giáo dục và các nhà trường cần có những biện pháp đồng bộ thiết thực hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.